Ơi, mình đi Vinco về rồi. Vinco 6. Đi đó thì người ta cúng đông quá, người ta bỏ đồ ăn nhiều quá. Ngày nào ở Vinco cũng đông như vậy á. Tội nghiệp cô. Ban lọc cho mọi người thì phải phục vụ mọi người mà không có thể nào mà thoát khỏi. Trời ơi, má ơi. Thịt mà còn máu đỏ vậy luôn á mọi người. Thôi em chịu thua rồi. Lục gà kiểu này chết em. Cái này là thịt này là sinh lọc của cô về nhà rồi đó. Ghê quá. Ghê thật là ghê. A Di Đà Phật. Ăn để gieo duyên. Cho vô tủ lạnh luôn. Má này đem ra nhà hàng nhờ người ta hâm lại rồi ăn. Như vậy đấy mọi người. Mọi người cúng Vinh cô và là lãng phí rất nhiều thức ăn hoa quả mà phải hả, đổ đổ xe rác luôn. Ngày nào cũng vậy. Lãng phí quá, để cái đó giải cứu thiên nhiên và động vật. Cứu những cái con cá biển bị sát hại ở trong những cái nhà hàng, những cái con cá mà cực kỳ quý hiếm mà bây giờ nó không còn nhiều trong tự nhiên nữa, mà đi ăn thịt nó chỉ vì cung phụng cái miệng của mình.